Thưa quý vị, chương trình truyền hình trên kênh HTV7 tối nay từ 19 giờ gồm có những tiết mục sau đây: 19 giờ văn nghệ thiếu nhi vườn âm nhạc, 19 giờ 30 phút phim hoạt hình Những cô gái siêu nhân, 19 giờ 50 phút tin thế giới, 20 giờ hội ngộ bất ngờ, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút ký sự quyền bí sông Hằng, 21 giờ 20 phút nốt nhạc vui, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 30 phút chiếu phim truyện Trung Quốc Sóng gió cuối Triều Minh tập 25, 23 giờ 30 phút sức khỏe gia đình, 23 giờ 55 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày 3 tháng 1 năm 2008 gồm có: 0 giờ 30 phút chiếu phim truyện Trung Quốc Bác Đại Hào Hiệp tập 6, 1 giờ 30 phút cuộc sống quanh ta du lịch sinh thái, 1 giờ 50 phút thế giới đó đây bí mật của Archimedes, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Xin lỗi tình yêu tập 3, 3 giờ 30 phút tâm hồn cao thượng câu chuyện đêm Giáng sinh. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình.